Rồi chào mọi người, thì lần trước mình đã làm cái phần là quản lý sản phẩm cho cái hàng này và quản lý cái tên không dấu nó rồi. Nhưng mà nó là một cái bất cập là khi mình cập nhật á, thì nó chưa cập nhật đúng cái thằng mình cần cập nhật. Thì nguyên do là nó không biết cập nhật thằng nào, đúng không? Thì ở đây mình có cách giải quyết, đó là mình sẽ thêm ID cho cái thằng này, đúng không? Tôi thêm một cột nữa, mình làm tới đâu thêm tới đó. Sao gặp thai xem nè, rồi đó ID thì nó sẽ chứa cái ID rồi đó mà sau khi mình cập nhật vào đó ha. Ở đây mình thêm ba sản phẩm nè, mình xóa đi ha, mình sẽ xóa hàng này đi, nó không cần thiết. Mình sẽ làm lại nè, rồi mình xóa luôn ba cái slot này ha. Đây ha, chưa xóa được nè, thì nó cũng chưa quản lý được lực luôn, xóa luôn. Rồi cách đó là, thì đầu tiên thì mình phải đưa cái model vào ha, cái slip model này ha, mình đang đưa nó vào. Ok, đang đưa nó vào ha. Ở đây thì sau khi mình thêm nè và nhận được cái slip đúng không, thì bên dưới đây nè mình sẽ cập nhật cái tên đó lại, slip model này ha, cập nhật này ha. Sau đó function của mình là gì, đó là function update của mình này ha. Sau đó là này, dữ liệu cần update là gì, là cái array truyền vào không, đó là cái product id theo cái id mình được truyền về là return nè. Mình nhận về bên cái thằng s đó, dùng s nhận được cái id về đúng không, nhận được thằng này là ID. Và điều kiện điều kiện của một cái array đó là cái name sẽ là cái tên của cái slot mình lúc nãy, đúng chưa? Dễ vào đây nè ha. Ok, cho mình thêm thử nè. Là từ điện thoại nha, cái này đầy đủ đi, thành mẫu thôi, thêm là thành công nè, mình duyệt đây nè, thì nó có đây ID 77 luôn, mình nhường thêm ID 77 vô đó. Nhưng mà mình muốn á là cái tên không dấu này nó lại phải là tất cả đều là in thường hết, không muốn nó in hoa. Thì bên function lúc mình dứt cái rank cái slot này đúng không, mình có một cách là cho slot vào string string lower đây ha, string true lower. Thì bên thằng JavaScript thì nó có to lower case và to upper case, thì thằng này cũng tương tự, lower case thì nó chuyển từ dạng anh hoa thành dạng anh thường hết, mình chuyển cái slot vào. Ok ha, giờ mình xóa này đi ha, thằng này thì vẫn chưa tự xóa được, thì mình phải xóa tay thôi, sau này mình sẽ cho nó xóa theo luôn. Giờ mình refresh nào, thì nó sẽ làm dạng thường hết ha, dạng thường hết, không còn chữ in hoa nữa. Ok, đây đó, đúng chưa, thì đúng với mình rồi đó. Nó đây là in hoa nè, đây là in thường hết nè, thì trên Google nó sẽ hiện cái tên chữ không dấu thôi, dạng in thường hết thì sẽ hay hơn ha. Rồi tiếp theo thì mình lúc mình edit thì mình sẽ edit là cái slot này. Thì cái slot này á mình có nhiều cách để mình tra nó ha. Thì cái mình cung cấp cách, ví dụ như mình tìm những cái slot nào mà nó không thuộc thằng này á, và nếu mà cái slot nó thuộc thằng này á, khác thằng này mà nó lớn hơn không á, thì mình mới rename lại. Hoặc là bằng cách nhanh hơn nữa là mỗi lần mình cập nhật thì cho cái slot này tự động cập nhật cái mới luôn, là không cần phải viết rườm rà nữa ha. Thì ở đây mình muốn nó hay thì mình viết thêm truy vấn thôi, đó là when not in, mình sẽ viết ở đây ha, đây ha, đây là
function where not in array. Thì cho về bạn array thôi. Đây sẽ là cái field của mình cần, cái field mình cần ha. Và cái array mình truyền vào ha. Thật ra array này á, nó sẽ chuyển thành dạng mảng một chiều. Và nó sẽ có dạng như thế này ha. Ví dụ cái mảng mình như thế này đi ha. Đây đi. Rồi, không vị trí mảng từ 0 thì là 1 đi ha. 1 nè. Đến 2. Thì nó sẽ không được truyền vào được cái array như thế này ha. Thì từ cái array này nó sẽ implode vậy ha. Là 1.2. Thì nó mới quen nó in được ha. Thì cách mình viết thế này ha, mình khi ra mình không có thể mình viết dạng tiền này á cũng được, hoặc là mình kết hợp với phần set array này cũng được luôn ha. Mình chỉ bạn viết thế này, mình cấp lại số đi ha, thì nó cũng tương tự thằng này thôi, nhưng mà nó sẽ khác cái là có hàng một where nó in nữa. Ok, đây sẽ là array where lost in. Where nè, mình sẽ thêm cái điều kiện ở này ha. Where nè, và fill bằng null nè. Array where not in bằng null luôn. Thì bên kia sẽ truyền vào. Thì đầu tiên thì mình là trường hợp là không có điều kiện trước đi ha. Thì không có điều kiện thì nếu giờ là dứt đây ha, nếu mà fill khác null nè và cái array này khác null ha, hai thằng này khác null được nha, không có chuyện mà một thằng có một thằng không ha. Thì mình sẽ không viết trực tiếp ở đây, mình sẽ viết nó bên cái thằng database này ha. Đây đi ha, function cái nãy làm test đó, function where not in thì mình truyền vô là cái field cần not in nè, cái field là cái array ok. Thì để tiếp nối mình cho bạn hiểu thì cái câu truy vấn trên thằng này á, sẽ nhận cái này ha. Xem cái code đi. Where nè, not in id nè. Ta truyền vào cái id dùng id đây drop như có đi ta. Có đi 78 không? Not in 778 đi hàng. 78. Ha. In where đi chứ, where đi nó in nhầm, where đi nó in ha, thì sẽ không thuộc id 78 thì sẽ ra không có nữa không. Và nếu là in thì là tìm những thứ mà nó có đây là 78 đấy. Thì mình tạo thêm vài cái này cho bạn xem ha, cho đây thêm vài cái nữa ha. Cái này nè, thêm một vài cái để cho người dễ hiểu thôi. Chúng là mấy cái này là về truy vấn cơ bản thôi, các bạn cần phải biết ha. Đó, đây, mình có 3 thằng đúng không? Các bạn này truy vấn lại ha. Thì đi 78 đúng không? Và 79 đi. Thì sẽ lấy được 2 đi 78 và 79. Đây, người ta 79 nè. Còn not in. Not in. Not in là có 80 nè, 80 thì nó khác 78 và 79 đúng không? Thì lấy được thằng hai này. Thì đó là cái truy vấn cơ bản thôi. Còn bạn cần việc còn truy vấn trong cái thằng PHP để làm sao mà nó truy vấn được á. Thì đó là cho các bạn thôi ha. Thì mình sẽ chuyển là SQL này ha. Chấm xuyệt, chấm bằng.
Thì ở đây thì nó không có điều kiện, không có điều kiện đúng không? Nếu mà vậy mà không không có điều kiện thì mình sẽ là đường này qua đây ha. Chỗ đến đâu mình nói yên, tại vì nó extend được thằng kia rồi nên nó xài được thằng kia thôi chứ không có gì đặc biệt đâu ha. Truyền cái field này vào ha, và truyền cái array này vào, thì bên đây nó sẽ nhận lại được như tương tự này thôi. Copy này vào luôn đi ha. Thì đây thì chắc chắn nó sẽ không có chuyện này được ha. Cái số này đi array. Ok, thì array này á, ví dụ mình truyền qua nó là dạng mã thế này, mình thử nha. Bên thằng function đi, bên thằng này đi ha, mình tạo mẫu một cái ha, tại đây đi, mình sẽ mẫu một cái thôi. Array mình bằng nè, thì nó sẽ dạng như này ha, không nè. Vị trí thứ không, cái kia bằng không, kia bằng không ha. Nhưng mà bạn không đặt kia thì nó sẽ có dạng lấy kia tự động thôi. Cho mà bạn 78 nha, 79 nè, 80 đi ha. Ví dụ như vậy. Rồi, đây là thử nha. Rồi, đâu là this. Cho đến ngày nè ha. Cho đến cái function array quen nó in này ha. Mình truyền tương tự tham số rồi ha. Đầu tiên là data nè, điều kiện, đây không có điều kiện, qua bỏ điều kiện qua rồi null nè. Cái field mình cần đó là cái id nè. Array mình truyền truyền vào đây ha, truyền vào. Tiếp theo đó là modify không cần nha. Mấy cái sao không cần thì bỏ hết. Mình test thử thôi mà. Data Array. Rồi. Đúng không? Thì bên đây sẽ nhận được cái gì? Rồi, bên đây ha. Mình in thử nha. Cho Rồi. In cái mảng ra thử. Xem nó ra đúng không nha. Ở đây ha. Refresh nè. Thì nó chạy ra là 78 và 79 và 80 này đúng không? Thì bên đây nhận được rồi đấy. Rồi mình sẽ để đây là cái query bằng rỗng nha. Nếu mà này có thì query chấm bằng nói chữ vào nè. Đây query mình nói chữ vào ha. Đây là cái field mình cần này ha. Đó. Field nè. Theo đó là nó in không, nghĩa là odd in và đưa cái array vào, thì cái array mình phải explore nó vậy ha. Ok, thì bên đây mình có cái mẫu này, mình thấy là xem lại ha. Đây nè, lúc mình làm explore lại đúng không đó. Người ta đây đầu tiên mình đưa nó vào dạng array key trước đi ha. Ok, id array bằng array key key, truyền cái array vào, mình thử in nó ra ha. Add array chạy ra nè, đúng chưa? Rồi, ok, value bằng explore. Array đây là array value thì mình để array key nha. Array key nó lấy cái key 012 thì cũng không trả ra đâu. Explore phẩy nè, mình truyền cái id array vào, mình để cho mình in này ra ha. Value thì sẽ ra là nó đúng không, thì 78 79 80 nè, thì nó quý mình này đó. Thì mình truyền nó vào ha. Nó in rồi, xong mình return nó về query. Thì bên đây thì nó nhận được rồi nè. Tại đây ha, đây thì mình nên để đó là có dấu khoảng trắng đi ha, mất công là nó bị dính mấy chuỗi kia nó mà nó mệt, nó phiền lắm. Như vậy ha. Rồi.
Thì ở đây á, in ra thì nó sẽ in ra cái bảng rỗng thôi, không có gì đâu. Tại vì mình mất in nó mà. Remember ok, mình quên in nó sẽ nó ra là không vô lý nhỉ. Khoan nha, khoan nha, mình để cho cái gì bắn nó ra cái gì sai đó. Thì nó sẽ sai rồi. Rồi ở đây sai nè. Đây ha. Thì nó sai. Cái dụ nói chửi thôi. Không có gì đâu. Xóa lại đi. Rồi tương tự xóa lại đi luôn. Rồi. Ok. Chạy đây nè. Nói đúng rồi ha. Chạy nè. Rồi ăn rỗng đúng không? Giờ mình truyền lại ha, mình truyền nó là đọc rồi đi, chỉ là 79 80 thôi, 79 và 78 thôi thì nó sẽ ra được thằng 80 đó. Thì ý mình là dịch là như vậy, thì bạn muốn quen nó in bao nhiêu thì bạn cứ quen thôi ha. Bạn muốn in cái gì á, dù quen in cái field khác đi, mình truyền field khác vô, truyền cái array tương, cái array mà nó tương tự vào ha. Array nó phải hợp lý với thằng cái field mình cần truyền ha. Ok, rồi ở đây mình xóa đi ha. Còn nữa, xóa đi. Đó. Rồi, trên đây đó là cái where nó in. Còn trên đây là cái điều kiện á, mà nó có cái where rồi á thì nó sẽ không cần where nữa. Đúng không? Thì em sẽ đọc cái điều kiện nha. Đây, bên đây nha. String where nè. Fill nó sẽ nằm ở thằng where này ha. Thì ở đây nó có điều kiện, thì nó sẽ ra, thì nó thêm một tham số nữa ha. Tham số đi, mình check điều kiện cho nó, đó là cái where bằng for. Nếu đã có điều kiện thì cái where nó sẽ bằng true ha. Rồi qua bên đây ha, mình sẽ đưa ra cái điều kiện ha. Đây thiếu điều kiện nè, kèm cho nó là phải lấy đi bằng 78 này. Thì chắc chắn là đây nó sẽ sai rồi. Rồi xem ha, nó sẽ ra cái hai quay đi liên tục ha. Thì nó là sai. Chạy nè, đó. Một số 58. RAM có ở đâu, RAM có gì không nữa, từ đầu để mình đưa vào từ đầu. Ok, ở đây ha, đây là ID chỗ đó 78 đi. Ok thì nó sai nè đúng không. Cho tập đây cảm số 23 nè, nó sai tại đây đúng chưa. Thì cách tiêu biết của mình sẽ là nha. Nếu cái chữ where nè, cái string where đi, cái string where bằng where đây ha. Nếu mà cái where này ha nó bằng true á thì cái string where này nó sẽ còn rộng, ha. Mình sẽ để đây đây, đây ha. Không cần cái where bình thường nữa, hay đây luôn. Đấy. Thế như vậy thì nó đảm bảo hơn xíu. Where not in. Phải không ha? ID array bây giờ như là mình truyền sai phải. Data nè, điều kiện nè, field nè, array nè. Đấy coi có cho truy báo mình coi where ID bằng
Ở đây là array nó in này, hình như là mình làm cái này nó sai sai đấy nhỉ. Fill đây cho là cái ra gì đó, mình xin lỗi. Fill array what không ra cái này không cho cái này đi. Okay, man. Sai. À, biết sao, sao sai. Nó trùng với cái biến trên đây ha. Thì ở đây mình sẽ để là fill in ha. Cho nó chặt. Ok, chỉnh lại ha. Rồi. Nó trùng thành biến thôi. Đây nè, AD nó in nè. Rồi, đó là lỗi cú pháp 224. Lỗi dòng này ha, thì nó execute ra hay lỗi á. Đây là where id còn thiếu ha, thiếu and ha. Ở đây ha, thì bên thằng này where server and. Rồi, thì đúng rồi đó. Thì ta sáng ra rõ, thì mình đang where hàng 78 mà lại not in nó luôn. Là nó tự phủ định nó thì nó không tồn tại thôi. Ví dụ mình quay không ta thì mình không lấy que thì nó chạy bình thường ha. Ok thì ở đây nè mình que đây là 80 ha, thì nó ra 80 thôi, nó ra 80 ha, thì nó in 78 và 79 thì nó ra 80 là đúng không sai. Rồi thì trường hợp mình đã làm hết rồi ha, là hai trường hợp là có que và không có điều kiện và không có điều kiện thì nó đều chạy ok cả. Còn việc bạn muốn chạy sau thì bạn biết thêm ha, thì mình nói luôn cho bạn đỡ tự tỉ bí ha. Thì ở đây nè, thay vì mình viết cái dòng que như thế này ha, thì bạn có thể viết tương tự như mình nè, trong thằng database ha, mình trỏi đó thôi. Nhưng mà array này nhắc lại nó sẽ là que được nhiều điều kiện nha, thì các bạn phải truyền sai cho hợp lý nha. Ok rồi, trở lại tới cái thằng quản lý cái slot của mình qua bên thằng function ha. Thì tại đây nè, lúc mình edit á, phần edit nha, mình trả lời edit click vào đây ha. Thì đầu tiên trước khi mình làm chuyện này á, thì mình làm thế này ha. Thì đầu tiên thì nó có slot trước cái này đúng không? Cái list thì chắc chắn phải có slot trước đúng không? Mình copy cái hàng trước đi ha, copy này xuống đi. Copy data board, copy hàng cái biến slot này giống trên thằng mình sửa thôi. Giống như hàng thêm thôi. Mình dán xuống data board này ha. Thì nó có một cái khác biệt, nó truyền thêm cái đó là cái ID rồi ha. Tức là data. Đây nè, assets đó là ID, hoặc là truyền thẳng ID vào luôn được, tại mình quen đó mà, thẳng ID vào luôn được. Thế là xong. Thì bên thằng này nhân lực đây là ID bằng null. Thì trường hợp này nó là ID bằng null nha. Nếu thì ở đây nó có mấy trường hợp thì tương tự như nhau thôi, thì mình dùng điều kiện tiếp theo thôi, chứ không có gì mà phải dùng for hay dùng vòng lặp nữa ha. Khác luôn. Dạ. Yeah. Khác rõ. Chắc chắn. Và help. Thì điều kiện nó bằng thằng này thì sẽ copy này xuống đi ha. Cần nhớ qua này sẽ xuống đây ha. Thì này nó là điều kiện, nó là không có ID nè. Thì cái biến check unique này sẽ nhảy lên trên đây ha. Còn thêm một cái nữa là điều kiện ha. Đó là Row.id chỗ đó đưa ra ID
À không 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 bài này không 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 có điều kiện chứ, điều kiện không nha, không luôn nha. Được nè. Khoan khoan. Đây là điều kiện đó. Thằng này, đúng rồi, cái này cũng là điều kiện nữa nè ha. Và nó in. Thì cái mình cần đó là cái function when nó in vô, mình sẽ copy nó lên đây ha. Array when nó in nè. Thì đã có điều kiện. Nó làm điều này. Thì mình truyền đúng cái tham số nha. Đầu tiên là cái data là truyền select sao đúng không? Cái điều kiện là cái name của cái hàng slot nào. Cái field mình cần đó là row đó. ID. Và cái array mình truyền vào. Thì array mình truyền đơn giản thôi, đó là array nè. Array chỉ thẳng luôn, đó là cái ID là sao. Ha. Thì đơn giản thôi mà. Anh nó thử nha. Echo free print rồi là check unique và đặt ở đây nha. Ở đây sẽ có video này nha. Đây thì mình cập nhật nè, thì cái time bay 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 từ 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 phải hiểu điều kiện là cái giờ hiểu cái thai nó phải bằng cái thai bằng hai ha, cái thai chọn chọn đến thai ha, chọn đến cái thai rồi ok như vậy ha, tổng số 172 ở nó không, nó thiếu biến thai đó, như phần này nó không hiểu là gì, mình copy số ha, thiếu cái này nha. Cho mình refresh nè, nó sẽ ra rộng đúng không, thì nó là chính nó mà, thì nó rộng phải rồi. Bây giờ thử điền cái slot mà nó giống con kia nè, ví dụ mình lấy mẹ đoạn 9 luôn, này là đoạn 8 luôn, cho mình để vậy nè, thì chắc chắn thì nó sẽ ra cái trùng thôi. Đầu ta ở đây ha, đó thằng Julia C4 2 nè, đây cũng có một cái vô, thì nó sẽ tự check check là có trùng hay không, thì tại này ha, xem kỹ đây nè, cái slot mình truyền vào á, thì nó phải là string lowercase luôn ha, tại đây nó là string lowercase, cái slot này là cái string luôn ha. Vừa stream là vừa lower case. Đây là chi? Thì stream là các những cái khoảng trắng ở hai đầu thôi, chả gì đâu. Còn lower case là dạng thường hết. Ý nghĩa là như thế. Rồi. Giờ refresh nè, cập nhật nè ha. Thì sẽ tồn tại nè, đúng chưa? Đó. Thì ở đây nếu mà check kill này mình đếm nè, đếm lại được count lớn hơn không thì mình sẽ tạo cái slot mới ha. Thì cái slot này á mình đặt ra một biến chung nha, biến slot lower bằng đóng này ha, chế lên trên đây lên cho nhanh như vậy đi, thì thấy gì mình phải viết lại nhiều lần như thế này, mình cần một lần thôi cho nhanh đấy, dừng dấu rồi ở đây nè, mình sẽ để cái này xuống đây ha, đó. Mình nghĩ là để cái slot nó bằng nha, bằng rõ đi. Dễ hay hơn. Tại đây bằng đây.
Rồi, thì nó xong nha. Nếu mà nó lớn hơn không thì mình sẽ tạo một cái slot mới thôi. Đâu ta? Đây nè. Thì mình return nó về. Ok. Thì mình return này slot được không? Thì đây mình sẽ cập nhật lại cái slot với cái đây đó ha. Ngay cái lúc này nè. Đâu là this. Sẽ copy này xuống. Đây nó giống một kia thôi. Mình làm viết lại được rồi. Đó, nhẹ hàng này. Thì hàng này return đây được cái gì? Hàng này sẽ nhận được cái biến đó. Để đưa đây. Cuối cùng mình sẽ cập nhật lại cái slot với cái đi tương ứng. Data là cái name này. Chọn đấy slot điều kiện là role đó ID chọn đến ID là xong. Mình chạy thử nha, cho mình refresh trang nè, thì ok cái việc thành công nha, chạy nè. Nó thì nó tương tự nó bằng như thế này thôi, nó giống này sẽ tự động cập nhật lại ha. Thì là cái tiện của mình, tiện ích của mình ha, là mình không cần phải xóa đi, mình cập nhật lại hay là chắc cần liên tục ha. Khi mình đây sai sai nè ha. Rồi rồi rồi, quên luôn. L ok, L thì cái slot này nó bằng này thôi. Nhưng mà nó không lớn không thì sẽ bằng chính nó. Ok. Thì đây mình viết lại ha. Viết lại ha. Đây là ID 79 22. Rồi rồi rồi. Thì viết lại này ha. Click vô nè. Nó sẽ không thay đổi ra đúng không? Thì nó không thay đổi cái này nữa. Sẽ nó tiện hơn cho mình hơn chút xíu. Rồi, tiếp theo. Cuối cùng là mình lúc mình xóa cái sản phẩm đi thì mình xóa thấy cái đó theo. Thì dễ thôi. Thì ở đây cái nút xóa này đúng không? Thêm một phần xóa là đi. Cái model của mình nè, slot model ha. Đánh delete. Điều kiện là product ID. Thế là xong. Mình copy này xuống dán vô thằng delete on ha. Đây luôn nè. Rồi, mình xóa thử nha. Giờ mình xóa thằng Samsung Galaxy Fold 2 ID là 78. Mình Z nè. Giờ refresh nè. Thì nó mất. Sản phẩm cũng mất theo. Thì hình chắc chắn cũng mất heo rồi đó. Thì mình lên đi đó tất cả nè. Hình cũng mất luôn. Đúng không? Thì 30 phút rồi mà. Rồi trở lại thì mình sửa lại cái phần chi bấm lần trước ha. Phần trang đẹp đó. Thì lần trước nói là biết thì mình sẽ sửa lại như thế này ha. Một là dùng vary, hai dùng chuyên vấn tương tự lúc mình viết như thế này ha. Đây nè ha, mình dùng cái này viết nè, khá là hay. Thì video sau mình sẽ chỉ là viết thêm phần đó, cái phần mà có điều kiện thêm phần John bản ha, thì mình John bản cho bạn làm và phần phân trang. Video sau mình sẽ làm video này khá là dài rồi, thì mình dừng lại thành đây. Video sau sẽ làm đó là sẽ nói tại đây luôn ha, là query join table và phân trang ajax. Ok, thì phân trang ajax là sao mình sẽ nói như thế này ha. Thì mỗi lần mình click á thì cái phần này nó sẽ thay đổi, còn cái trang sẽ không bị load reload lại ha. Lấy ý nghĩa mình muốn như thế này cho nó tiện. Hoặc là các bạn có thể dùng cái data table
hoặc là mình phải viết cho mình. Ok, video này xin hết, bạn nhớ để lại comment nha, khi không hiểu của mình nhớ subscribe cho mình nữa. Cảm ơn các bạn.